ưng tái sinh câu chuyện ý nghĩa là bài học đắt giá cho những người ưa nhàn hạ. Chim ưng là loài chim trường thọ nhất trên thế giới. Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 70 tuổi. Tuy nhiên, để sống trường thọ như vậy, đến khi chúng đạt 40 tuổi, chúng phải đối mặt với một quyết định quan trọng nhưng lại vô cùng khó khăn. Khi chim ưng sống đến 40 tuổi, móng vuốt bắt đầu già hóa, chúng không thể vồ chọc con mồi hiệu quả nữa. Mỏ của chúng trở nên dài và cong, gần như sắp chạm vào đất. Đôi cánh trở nên nặng nề vì lông mọc dài và đậm, làm cho việc bay trở nên cực kỳ vất vả. Chúng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận chết, hoặc là trải qua một quá trình biến đổi vô cùng đau khổ mà luyện kéo dài 150 ngày. Chúng phải cố gắng bay lên đỉnh núi cao, sau đó xây tổ trên vách núi hiểm trở. Chúng dừng lại ở đó và không được phép bay nữa. Sau đó, chúng phải sử dụng mỏ để mổ vào đá cho đến khi mỏ hoàn toàn rụng rơi. Sau đó, chúng phải yên lặng đợi cho mỏ mới mọc ra, sau đó sử dụng mỏ mới để nhổ từng cái móng vuốt. Sau 5 tháng, bộ lông mới đã mọc ra. Chim ưng bắt đầu bay, bắt đầu một cuộc sống mới của thần điêu, sống thêm 30 năm nữa. Giống như chim ưng, chúng ta cũng muốn thoát khỏi sự thay đổi để đổi mới bản thân. Trong cuộc sống của mỗi người, có những khoảnh khắc chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định khó khăn, bắt đầu một quá trình đổi mới bản thân. Chúng ta phải từ bỏ tất cả những thói quen cũ, những ham muốn cũ để có thể một lần nữa cất cánh bay cao. Miễn là chúng ta sẵn sàng từ bỏ những hành trang cũ kỹ, đón nhận những điều mới mẻ, chúng ta sẽ có cơ hội phát huy tiềm năng, thắp sáng một tương lai tươi đẹp. Cuộc sống như dòng sông cuộn chảy, như hoa mơ kiêu hãnh trong giá rét, vươn lên đón ánh xuân và ánh sáng, chống chọi với bão tuyết và gian khổ. Trong cuộc đấu tranh chống lại những thách thức này, nhiều cuộc sống đã bộc lộ khả năng phục hồi và những phẩm chất cao quý của mình. Đây là sự tổng hợp phức tạp giữa cuộc sống tự nhiên và xã hội, đan xen với quê hương đất nước, được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, đồng thời là cuộc sống có bản chất tâm linh. Cuộc đấu tranh của chúng ta là quá trình dần dần thoát khỏi sự ràng buộc để đổi mới. Cuộc sống con người như suối chảy cuồn cuộn, nếu không gặp chướng ngại vật ngầm dưới lòng đất, làm sao có thể tạo ra bọt sủi tâm như những bông hoa xinh đẹp. Chỉ qua quá trình thoát khỏi và biến đổi, người ta mới có thể bộc lộ được bản chất chân chính và xuất chúng của mình. Thoát khỏi và biến đổi là quá trình tiến hóa của cuộc sống. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, chúng ta quen sống theo một khuôn mẫu cố định, nhưng cuộc sống không cho phép chúng ta mãi như vậy. Trong suốt những năm tháng, chúng ta cần phải thoát khỏi sự ràng buộc để đổi mới. Thoát khỏi sự ràng buộc để đổi mới là cơ chế để khắc phục những khuyết điểm của chúng ta. Sau khi nhận thức được những sai lầm của mình, chúng ta có thể lựa chọn tránh né, phớt lờ hoặc dũng cảm từ bỏ những thói quen xấu và thay đổi bản thân. Nếu không muốn bị đè nặng bởi những sai lầm và khuyết điểm đó, thì hãy cùng nhau thoát khỏi sự ràng buộc để đổi mới, tạo nên một cuộc sống cho chính mình.